Hello mọi người đã tới với tiệm rửa xe của kỹ sư Hẻm. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người đây là một chiếc Honda MX đã tới tiệm rửa xe của kỹ sư Hẻm để được có thể nâng cấp từ trong ra ngoài. Mà nói nâng cấp thì nghe ghê quá, thật ra chỉ là vệ sinh sạch sẽ bên trong, tháo ráp toàn bộ, rửa chi tiết dàn điện, dàn sườn, ABCD tất cả mọi thứ, và sau đó là toàn bộ dàn áo là sơn là mới hết 100% dàn nhám lẫn dàn bóng. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến vào chiếc xe để mà kiểm tra ha. Đó, chiếc xe là mình đã làm cho cục máy sạch sẽ, là gần như là trở về cái hiện trạng ken nhất có thể, là giống như có thể là gần như xuất xưởng. Còn dĩ nhiên có những cái dấu vết chày hay là những chốc sơn gì đó thì dĩ nhiên mà không thể nào trả được rồi. Cái đó muốn thì phải sơn xiết các thứ, nhưng mà không cần thiết, tại vì những cái điểm đó những chỉ điểm linh tinh thôi, mình sử dụng theo thời gian nhất định phải có, chứ không thể nào mà không có chạy xước này được. Rồi thì những cái phần mà chẳng hạn như về trong đây nó hơi chóc chóc chúng ta không cần xử lý. Còn dàn áo nè, đó, dàn nhám nè, dàn bóng nè, đã đổi màu mình đã làm xử lý lại hết toàn bộ rồi. Dây sơn mình cũng thay cho nguyên bộ nhông sinh đĩa mới luôn, đi sinh vàng Robile luôn. Chỉ có cái là cái nhông cái đĩa sau của nó thì mình không có đĩa Robile nên phải sử dụng hãng khác rồi, chỉ vậy. Còn xe này thì một chiếc xe là theo phong cách là gần như là zin, là sử dụng cả phục sau zin, phục trước zin, và chỉ có thêm một ít xíu những cái thứ như là đồ đèn chợ sáng mà thôi đó. Thì nói chung là chỉ có một cái số linh tinh như là cái gù nâng tay lái cao lên, rồi ghi đông nhôm, rồi bao tay RCB kèm cùm thắng RCB. Đó, chỉ vậy thôi, một vài cái ốp lốc máy chống chạy CNC tăng thêm tính là sắt. Ngoài ra có một cái kính gió, gọi là cái này che gió hả, bằng nhôm. Cũng khá là đẹp, nhìn rất là cá tính. Rồi cái yên thì đã được bọc lại theo phong cách rất là đẹp, theo mình cảm thấy là cái yên này nhìn phong cách rất là đẹp. Đó, nhìn nó rất là xì bo. Rồi thêm cái cản sao vô nhẹ nhàng. Rồi đi một cặp lốp ga dài, nhìn nó theo kiểu như là có thể là off-road được luôn á. Và thật ra mình nói có rất là nhiều bạn ở bên Thái Lan, người ta cũng sử dụng những chiếc xe này đi off-road cũng ngon. Thì theo mình thấy chỉ cần các bạn đam mê thôi, thì với chiếc xe này tôi nghĩ là có thể chơi được mọi thứ. Chúng ta có thể chơi được cả off-road, rồi bay nhảy các kiểu là điều. Dĩ nhiên nó không chuyên, nó chơi vẫn được, nhưng mà chúng ta nếu mà chúng ta ít tiền thì chúng ta có thể chơi nó vào mọi thứ, nhưng mà miễn chúng ta phải có tiền sửa nếu mà nó lại có hư hao. Và theo mình thấy là đây là con xe cũng mà gọi là mình cũng rất là ưa thích, tại vì thứ nhất là nó nhỏ gọn, nó côn tay, cũng cá tính, dễ cưng. Và thậm chí là trong đua xe ở những cái đất nước như là Thái Lan thì đây là một cái dòng mà để tập huấn cho những đứa trẻ đua xe cực kỳ hot, sử dụng những cái dòng này để đua xe ở phân khúc khoảng 10 tuổi trở xuống. Đó, thật ra là Su của mình đã biết chạy con này từ năm 6 tuổi rồi, năm nay 9 tuổi thì đã có 3 năm mấy kinh nghiệm, bây giờ chạy tới ghế 150 với R15 luôn rồi, chứ không còn chạy những cái dòng xe nhỏ như thế này nữa. Rồi, bên Thái Lan á, mình mua tới 2 chiếc này, mình đậu bên đó chỉ là để khi mình rảnh qua đó mình đi đua hoặc là mình đi tour bên đó thôi. Và đã 2 năm trời rồi mình chưa thể quay qua bên đó để mà có thể sử dụng chiếc xe của mình được. Rồi, đấy là một cái chiếc xe của khách hàng đã tin tưởng và sử dụng cái dịch vụ bên kỹ sư Hẻm, là rửa trọn gói từ trong ra ngoài và sơn full toàn bộ mọi thứ. Rồi chi phí thì chưa tới 4 triệu nữa. Quá ngon. Nhẹ nha. Chào mọi người, hẹn gặp lại ở phần sau.